Đây, khi mà sống trong môi trường chật hẹp mà muốn chạy nhảy đùa thì làm thế nào? Thôi, mai về nhà mới rồi là được chạy nhảy thoải mái rồi nhé. Ở đây thì mọi người cũng thường thấy là đối với khách hàng em gửi vào trong miền Nam ấy, thì trước khi gửi em sẽ quay video cho mọi người là ở cái, đây là cái văn phòng, là cái phòng em thuê ở gần văn phòng bên miền Nam ấy ạ. Thì em thường ấy, khi mà em gửi từ trại sinh sản ở Hòa Bình ra thì em sẽ để ở đây một buổi để cho chó nghỉ ngơi, thôn thôn cho chó nghỉ ngơi hoàn toàn một buổi ấy ạ, để cho nó khỏe mạnh, cho ăn uống để chuẩn bị đi vào miền Nam đi đường dài ấy. Bởi vì bây giờ nếu mà em chuyển, mọi người cũng thấy đấy, đấy em trại sinh sản của em ở khá xa so với bến xe, nếu mà di chuyển thì em sẽ phải di chuyển cả ngày đó, nên là nếu mà khi mà đi xa thì em sẽ phải thuê một cái phòng như thế này để cho cún nghỉ ngơi một buổi, đi như thế thì cực kỳ là an toàn đấy. Nói chung là không ai được chọn cái chỗ sinh ra cả, đúng không ạ? Nên là bây giờ thì em làm cái trại sinh sản ở nhà hơi xa chút, quê của em hơi xa chút, nên là các bác yên tâm nhá, em cũng làm mọi cách nào để cho cún khỏe mạnh hết mức khi mà về nhà mới ấy, cho các bác yên tâm luôn. Đây như đây này. Nghịch ăn uống bật điều hòa cho nghỉ một buổi. Đây là mai, sáng mai là chuẩn bị đi. Sướng chưa? Em sẽ làm những cái gì để đảm bảo cho sức khỏe của cún tốt nhất cho các anh chị nhận được cún ạ. Đây như gửi xe bao giờ mọi người cũng thấy đấy, gửi về miền Nam thì em cũng trang bị đầy đủ, kèm theo nước nôi, dưa chuột, rồi máng uống, máng ăn cho vào hết. Tôi đang ngậm gì đấy? Tôn tôn, ngậm cái gì đấy? Quả tai, đẹp chưa? Với cả khách hàng trong Nam em hỗ trợ cho mình hầu như là gần một nửa cái cước vận chuyển nữa, nên là khách hàng trong Nam em hỗ trợ cho các anh các chị rất là nhiều luôn ấy, hỗ trợ nhiều hơn so với ở ngoài miền Bắc luôn. Bởi vì quãng đường xa mà các anh ở xa, gần như mỗi người một biển mà các anh cũng tin tưởng em ấy. Đấy, nên là có gì thì các anh nhận được cún ấy. Thứ nhất, các anh trong Nam mình chua, anh nào em thật sự em lấy cái danh dự của em ra để đảm bảo chưa anh nào nhận được cún mà chê cún là xấu hay là không đẹp hoặc là thế này thế kia cả. Đây, cũng đi miền Nam này. Đấy. Đẹp chưa? Dáng chó này. Tai. Đứa kia đang lên tai đã kìa. Em đang chuẩn bị xuất thêm mấy đàn cả Mexico, cả đỏ đen đấy. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé, để em hỗ trợ cho mình chọn được đẹp cho mình nhất ạ. Vâng, em xin chào mọi người.